Tùy ơi. Chào ông bà cô chú anh chị nha. Chào cả nhà nha. Hai anh em cũng hoàn thành thử thách sinh tồn 4 ngày 4 đêm rồi nha cả nhà. Thì bữa nay hai anh em quay lại với cái chòi mới cấp. Đây, thì cái nền. Cái nền cũng bữa nay cũng nói chung là hoàn thiện cũng ổn ổn rồi đó. Giờ là chắc chiều nay mượn cái motor xịt lên đặng cho nó thấm cái nữa rồi đạp phát nữa. Thì chắc ổn rồi đó. Nó đi 4 ngày về thấy cũng êm ấm lắm chứ. Khô luôn. Khô rồi. Thì biển cá nó bị nắng ở đây nha cả nhà. Buổi chiều thì nó sẽ bị nắng. Nên hai anh em quyết định là căng miếng mũ nha. Thì bây giờ sẽ căng miếng mũ đổi đi. Rồi mới mốt á, hai anh em còn làm cái chòi ở bên đó nữa, nên nó sẽ che nắng ở bên đây hết, nên không cần làm cái gì bên đây hết, để cho trống nó mát nha. Còn muốn trời mưa thì sẽ chua qua bên chòi ở bên mấy sông bên đó. Ok ha. Ok. Đó. Thì rồi sẵn rồi làm bếp lò luôn, làm ông táo ở đây luôn. Rồi nấu nướng mời cả nhà ăn nha. Đó. Thì ở ngoài này mát cực kỳ luôn cả nhà. Gió thổi hư hư luôn á. Ôi đã hết. Đó giờ mới thấy cái chòi mà nó rộng rãi mà nó thoáng mát vậy luôn á. Nhưng mà góc bên kia thì hơi nắng. Ở ngoài đồng. Đây hơi nắng thôi. Thôi bây giờ anh em sẽ cột căng nha nha. Mua miếng cao su hơi lớn. Không biết đủ không nữa. Mua tới 4 mét mấy nữa. Thì hai anh em để làm xong bên đây rồi nha cái nhà. Cái vách bên đây đừng quên. Đó. Thì tính đóng thêm đây cái vách nữa là tự ở trên đây sắn xuống. À, ở đằng trước sẽ có một cái vách bằng lá nha. Rồi ở đằng sau đây á thì sẽ đóng cái đây cột ngay đây. Chôn thêm cây cột nữa, sẽ làm cái ông táo qua bên đây nha. Lợp lá luôn. Làm lá luôn. Nhưng mà lá có cái kẹt cái cả nhà. Là hiện tại đang nằm ở nhà. Chưa có đem qua đây được, tại vì không có mượn được cái xe kéo. Cái xe kéo là người ta cắt cỏ mượn đặng chở qua, còn hiện tại bây giờ không có xe kéo nên không kéo qua được. Nên trước mắt hai anh em sẽ làm nói chung là những vật dụng cần thiết thôi. Thì nồi ơ xôn chảo sẽ đóng đinh máng trên đây. Rồi cái võng này chắc đem ra đem giờ qua bên bển nha. Còn vách trước thì cũng chưa làm được. Bây giờ trước mắt thì làm xuyên xương thôi, đặng làm ẩm thực đãi cả nhà nha. Rồi ngày mai sẽ chở lá qua rồi làm thêm nữa nha cả nhà, cho nó hoàn thiện luôn. Đây. Rồi bây giờ hai anh em sẽ bắt tay vào việc nha. Xong gần xong hết rồi nha cả nhà. Bây giờ hiện tại sẽ đem cái bếp vô góc bên đó đi, vô góc đỡ thôi. Rồi mai rồi làm cái vách rồi tính tiếp nha cả nhà. Làm cái bếp nữa. Thôi bây giờ ginh cái này vô trong. Đợt này cho ông táo, táo xi măng. Đây. Anh hai này. Gì nữa?
chờ em chút em về em lấy đầu shipper cái nha anh hai. Đầu shipper nữa hả? Quên nữa. Em đi lẹ lẹ nha, mua đồ vậy làm thật nha. Dạ. Đó thì ông Táo sẽ để ngay đây những cái nha. Còn văng cái võng lên cái nữa. Mới cũng về tới cả nhà, mới trốn về được. Mà trên đường đi về em có rủ thêm anh trong xóm nha. Đây là anh Tâm, anh trong xóm nha cả nhà. Chào cả nhà đi anh Tâm. Chào cả nhà nha. Đây sẽ anh sẽ giúp em một số công chuyện nha, một công việc nguy hiểm nha, có thể nguy hiểm tới tính mạng luôn á. Ghê vậy, công việc này nguy hiểm lắm. Anh hai em thì còn đang bên trời á. Hồi nãy nghe anh hai em nói á là đi làm món, mà làm món thì phải đi chợ, đi chợ thì phải kêu em theo để giữ đồ rồi xin sách đồ đồ nữa, mà kêu em theo thì em làm được gì đâu cả nhà. Là em thấy là không được rồi, nên em suy nghĩ là rủ thêm anh Tâm thì giúp em làm một hồi á, anh giúp em anh đi theo em rồi đi qua bển, có gì mà thấy em với anh hai em là đi chợ là anh đi vô liền nha. Ok, còn làm gì thì cả nhà chợ xem nha. Còn anh hai em về mà thấy những cái đồ đạc mà nó sai sai hay cái gì nó cái chòi nó tiêu đều sao thì để coi phản ứng hay như thế nào nha. Cả nhà đón xem nha cả nhà, chờ tí xíu nha cả nhà. Thì mọi chuyện thu xếp cũng hoàn thành hết trơn rồi nha cả nhà, xếp gọn gàng hết trơn rồi. Còn cái bàn này thì bữa nay nấu nướng đỡ thôi, rồi ngày mai thì hai anh em sẽ đóng cái bàn hoặc là làm thêm cái bàn nữa cho nó bự để đây nha, chứ cái bàn này chủ yếu làm ẩm thực đêm nay thôi. Ông Táo thì để đỡ nha, chút xíu sẽ làm sao còn làm cái dài qua đây nữa lắm hết trơn á, còn đủ thứ hết trơn á. Thôi bây giờ hai anh em sẽ đi mua đồ về làm ẩm thực nha. Yên có kêu mình giờ dựng máy quay nha, mình đi cất đồ xong rồi mình đi trốn luôn nha. Mình dọn xong hết trơn rồi, bây giờ cam nó chói quá, giờ mình về chỗ khác nha. Mình dọn đồ xong rồi nha, giờ mình đi về. Trời ơi,
em hỏi ai, em đi chung với anh hai mà. Trời ơi, nãy giờ mua đồ với anh hai mà giờ hỏi em cũng như không à. Ôi trời, nghe có bạc nữa, không còn gì luôn. Mấy này lụm nó chắc cũng tàn mạt dữ lắm rồi đó. Có cái nồi đây con chảo không mà. Trời trời, cái lò cũng mất nữa. Bàn chém nữa kìa, cái dao nữa. Tao nghĩ luôn á, mấy cái hộp bột nêm mà cũng lấy được đó trời. Bột nêm nhiêu tiền trời? Mấy miếng cao su trời ơi. Đâu mà cái xóm vô mà gặp cái gì đâu mà chỗ gì mà cướp giặt, ăn cắp giặt dưới trời. Không nói gì được nữa. Mới đi con chút luôn á. Bỏ vậy, rồi mấy cái giọng cũng mất nữa. Mày ơi. Mẹ con cái chòi nó chạy không lấy mẹ luôn cho rồi đi. Mẹ giờ lấy làm gì, làm củi hả? Trời trời. Cũng vậy, uống miếng nước đá giờ tôi hít mất tiêu luôn rồi. Trời 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 trời. Ôi trời, không còn cái gì luôn á. Cũng vậy, uống nước. Cái kiểu như vậy trời. Mới có là đầu tiên mà nó vậy đó, 11 mình đem 3 đầu nữa qua đây không biết sao nữa. Cái đồ làm bếp rồi đó. Người 11 sao dám qua đây làm clip nữa trời. Không lẽ mỗi lần làm clip mỗi lần đem về à? Giờ dao kéo gì mất tiêu hết luôn rồi. Mấy hũ bột nêm cũng mất nữa kìa. Trời trời. Cái thổ còn gặp mạt nữa chứ. Này nó cũng tàn mạt lắm rồi nè. Có ba đầu chút chút rồi cũng lấy nữa. Có nhiêu tiền đâu thiệt chứ. Này chắc cũng canh me mình dữ lắm hay gì á. Ổm mấy giỗng tại sao không lấy mà tự nhiên bây giờ có đồ đạc nó vô lấy à. Chừng lấy giỗng, trời giỗng có nhiêu tiền. Giỗng giỗng nó cũng mấy trăm ngàn hết à. Chứ bây giờ gom lượt ngon quá rồi. Không chịu sao. Chứ bây giờ gom có chút ép vậy. Cay dữ vậy trời. Chừng tính toán rồi đó. Trời ơi, cái ghế cây cũng mất nữa kìa. Rồi luôn. Đồ mượn luôn á. Tao nghĩ tới cái ghế cây mà cứ gà không nó lấy cũng được nữa trời. Đủ mình. Má trời trời. Mà ăn thật ổng bỗng buồn que gì nữa. Buồn này thế làm ăn không được rồi đó. Không xong rồi đó. Mới làm clip ẩm thực ngày đầu tiên mà kiểu này là thấy toan rồi đó. Mấy cái thau dắt lên chở nó cũng lấy nữa. Còn gì đâu. Cái chảo đồ xét xẹt rồi lướt dưa nó cũng lấy nữa. Đi bán cái chai chứ làm gì được. Nghe cái nền chưa làm rồi nữa. Vậy sao qua đây làm được nữa ta. Cái nền chưa làm rồi. Rồi ông Táo chưa làm. Rồi tính làm cái dách thì cũng chưa làm được luôn. Ông Táo, chỗ ông Táo chưa làm, ông Táo mất tiêu rồi làm gì nữa. Không biết sao nó lẽ giờ mua ông Táo mới. Mà mua ông Táo mới thì mất nữa chứ không được nào ông cha khỏi chứ. Chở từ ngoài chợ chở về. Mua mấy trăm ngàn. Ừ, trời nó cay. Khu này không làm ăn gì được rồi. Nói đi có một chút rồi về rồi mới mốt rồi sao. Mốt đi rồi mình đi sinh tồn nữa khi đi cả tuần sao. Bởi vậy. Không lẽ mỗi lần làm clip xong rồi gom đồ đạc hay gì nhà hết. Mất công nó đi vận chuyển nữa. Không mà dừng dách hết luôn. Giờ làm dách hết trơn dách luôn rồi bỏ đồ đạc trong. Quay clip rồi mở đèn lên. Ừ mà quên là ủa sĩ rồi bác cái dách dách lá chứ đâu phải dách tường đâu rồi muốn lấy gì lá trời. Rồi bỏ vậy. Mất cay trời. Rồi giờ sao? Giờ đồ có sẵn hết trơn vậy nè. Rau đồ hết rồi. Trời. Nó đi đường nào vô đấy lấy trời. Rồi biết bao nhiêu đường. Nó ngoài giữa đồng mà. Này nó cũng canh me dữ lắm á. Dễ gì mà mình vừa đi cái đọt rồi quay về chút xíu như mà nó mất tiêu hết chân nè. Tình chứ không còn cái gì luôn. Này vô hỏi thử cậu Năm có thấy có biết ở chỗ nào không? Biết ai có thấy ai vô đây không? Người ta đã chịu lấy thì ngu như cái đường chính à. Lấy ngu đường chính cho người ta thấy lạ lạ rồi ta nói gì sao. Rồi về sao? Mất tưởng ít dữ lắm vậy. Rồi về phải. Ôi trời. Về đi mua lại nữa chứ sao đủ rồi làm. Chảo, nồi,
súng chén mới sắm luôn, mới sắm súng chén luôn, mới bỏ chén vô luôn. Mấy cái chén đũa vẫn còn. Tao không nghĩ luôn, nó khổ tới vậy luôn á trời. Mấy cái chén mình mới trao, chén gì nó cũng lấy. Không có trời, tính về đây rồi dọn dẹp đồ này nọ rồi thả cá thả bụng đồ, làm cái chòi, tính làm cái chòi qua bên đây cái nữa, rồi góp cuộc kiểu này rồi ông nội tao không dám làm nữa. Bây giờ về bển hẹp cũng chết luôn rồi sao quay trời. Được chỗ ngon mà cái đủ cái chuyện á, có ao sẵn luôn, mai mốt là thả cá luôn là ngon rồi đó. Mà không được nữa nè, chưa chỉ chân thấy đồng tông bụng rồi đó, mua mớ cá rồi đem vô thả tính rồi đó. Mà kiểu này sao quay được nữa, thua thiệt luôn. Về chứ lại làm gì vậy, về trội bển làm, ngồi đây cũng có phải cách đâu. Còn đất con cha gì mà trộm giặt ăn cắp cướp gì dữ vậy trời. Nó còn mấy cái đinh không nhổ luôn đi, tao mà thấy mình nó nhổ nữa tao cũng lại nó luôn. Đứng tôi nè, tôi là trời đi về. Còn cái lưới trên đây không, còn nó căng suốt đó, tưởng mất luôn chứ. Bỏ clip sáng giờ luôn, quay một buổi trời. Tôi là trời đi về luôn, thiệt tình chứ. Để coi coi lại ơi, coi gì mà coi thấy què được cũng đâu coi, có chỗ này không xong rồi. Về bển quay clip chứ giờ lấy gì. Về làm gì nữa, em có làm gì đâu. Mình lấy cái điện thoại đâu ra hả? Dạ điện thoại ở mấy dưới điện thoại ai biết đâu, tự nhiên nó nằm đó hả? Mày cầm mày quay làm gì nữa, mất hết đồ đạc rồi cầm quẹ quay chi nữa, quay cho cả nhà biết. Biết chi nữa, có nhiêu đó mất nhiêu đó mà. Tắt máy đi ông nội ơi, đi về. Ờ về về anh hai đi lấy đồ nè. Đồ đâu lấy? Đồ đừng có về. Chứ đây làm gì nữa mà cầm cái điện thoại mày quay hoài. Chứ anh hai chưa hiểu chuyện gì sao? Làm gì hiểu gì đó, mất vào đồ tùm lum hết trơn rồi. Ừ hên là còn được cái lan nè. Ủa chị tính lấy luôn rồi chứ. Trời ơi nhờ người lấy mà lấy không hết nữa Tài. What? What the f**k? Trời người gì? Có gì đâu, có nhờ anh Tâm lấy mấy cái đồ này đem cất vô mà. Là mày kêu anh Tâm dẹp đồ hết trơn. Ờ đúng rồi. Ờ anh hay hay quá. Đồ đâu đâu? Cất rồi, giờ em cũng không biết nữa. Ơi. Nãy em đi chung với anh hai mà em biết gì đâu đúng không? Nãy giờ cứ tưởng là ở đây trộm cắp tùm lum hết trơn, tôi xách cái chòi lên chứ không làm ăn gì được rồi chứ. Trời, chứ anh hai nghĩ sao nãy giờ nhanh dữ hả? Mà mày bàn tính là canh đâu mà sao mày hay dữ vậy? Nãy giờ mày ở chung tao hả? Nãy giờ nhớ em nói với shipper không? Rồi sao? Thì em về em kêu anh Tâm đó. Trời. Có shipper nào đâu, không gặp em đâu có đặt hàng đâu. Nóng mày thiệt cái chi. Ủa sao mày làm không được đó. Trời ơi em à, không ăn què gì nữa chứ. Thôi nấu ăn đi. Nấu khỉ hộ. Thôi chắc cũng vòng vòng đi thôi hả. Vòng con khỉ. Thôi anh ơi, mày lên mày cột cái tao cái miếng đó nha. Mày làm sao mày làm đó, tao không biết. Thôi em không biết. Thôi mày tự dọn sao mày dọn á. Thôi em gom lại em trả lại em biết gì hết trơn á. Con khỉ. Em đâu có đem xuống đâu. Mày sao mày kêu tao làm thì mày chịu. Không mà em đâu có đem xuống đâu. Nay tao cho mày nhịn mỏ luôn chứ ở đó mà ăn. Chỉ ăn luôn đi. Mày dọn cho tao á, mày cột lên, không cột cho xong mày tới số mày tao. Anh hai ơi. Đây. Trời ơi. Tao biết mày làm gì mày làm á, tao đi về trước, tao bỏ hòn rác mà đi bộ gì á, tao biết. Rồi anh hai. Anh hai ơi. Giận có xíu mà căng quá cả nhà. Chắc hồi em đi bộ về luôn á. Ngày trước hết là chắc em phải đem những đồ đạc thì giỏng rồi miếng bạc đồ ra căng lại cho anh hai không, mà làm cũng mình hay căng ạ. Mà cũng nay cũng thành công nha, có gì cả nhà thấy thích thì nhớ cho em một like nha. Nay cũng thấy là vui nhưng mà em thấy em cực tới rồi đó. Rồi tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ và thành công nha. Bye cả nhà, bye bye.